mình thích nhau. Còn chuyện xa hơn thôi để tính sau. Vờn nhau thôi không đúng đâu. Dân chơi thì chơi là phải chung. Còn anh chỉ muốn chậm thôi không cần quá liều. Ồ anh chưa muốn đâm đầu vậy đâu. Anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong em biết không, họ muốn có cháu bồng. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao? Một thế giới màu hồng. Dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn phiêu, muốn phiêu. Dù thích em hơi nhiều. Alo, baby em đang đâu thế? Anh ngồi sofa Tống Duy Tân ngay cạnh Puku okay. Với mấy đồng bọn nó rủ dây qua nhà thằng Minh Khai. Không thật cơ mà có hẹn với em. Anh bảo tối nay tao đi sinh nhật thế nha. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc sang giờ chắc anh phải chia ông Hiếu làm hai. Thích em hơi nhiều nên anh phải nghĩ sao nó vừa tai. Tại vì most of the time anh ở trong tâm trí anh hết thời gian. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao? Một thế giới màu hồng. Dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn phiêu, muốn phiêu. Dù thích em hơi nhiều, chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao? Một thế giới màu hồng.